Chào quý vị và các bạn đã và đang theo dõi kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Tôi Nguyễn Vinh, thành viên câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Bonsai Hiệu Quả. Hôm nay tôi trân trọng chia sẻ cùng các bạn xem chiếc ống kính của các bạn. Đây là khuôn viên của gia đình ông Ngô Xuân Hùng, hội viên câu lạc bộ cây cảnh Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Chào bác, hôm nay đến thăm vườn của bác thì chia sẻ đến các bạn yêu cây cảnh trong cả nước. Chiếc ống kính của tôi là cây tùng La Hán của bác Ngô Xuân Hùng. Cây nằm theo tán cổ. Cây 7 tháng được cắt rất cầu kỳ. Hòn Nôn Bộ được xây dựng tiểu cảnh. Cây ổi ta chậu đúc. Cây thần thăng mini.
Cây cao 20 phân. Tại khuôn viên của gia đình bác Ngô Xuân Hùng, tôi đã hoàn thành. Xin dừng video tại đây. Chúc các bạn vui vẻ. Chào tạm biệt.